Bà Tương bị ném đá vì đăng video đi ra đồng nhưng lại để lộ vòng một hớ hên. So với ngày trước thì bà Tương bây giờ ngon hơn, tuy nhiên mới đây hiện tượng mạng này tiếp tục trở thành chủ đề gây tranh cãi trên MXH. Bà Tương, tên thật Lê Thị Huyền Anh, là một trong những hiện tượng mạng thai tiếng từng lăn gạch đá đủ xây biệt thự từ cư dân mạng. Bắt đầu nổi lên từ khoảng năm 2013, bà Tương liên tục khuấy đảo dư luận bằng hàng loạt chiêu trò như chụp ảnh hở hang, phát ngôn quan điểm gây sọc về chuyện giới tính rồi toan tính đến chuyện lấn sân showbiz. 8 năm trôi qua, bà Tương của hiện tại đã thay đổi khá nhiều về phong cách. Cô nàng ăn mặc kín đáo hơn, chững chạc hơn và đang tập trung cho sự nghiệp kinh doanh mỹ phẩm. Tuy nhiên mới đây, hot girl này lại tiếp tục gây tranh cãi khi đăng tải một clip hớ hên của bản thân. Bà Tương để lộ vòng một hớ hên khi đi cấy lúa. Theo đó, bà Tương có chia sẻ một video quay lại cảnh bản thân đang đi cấy lúa giữa đồng với dòng cạm tỉ hòn, thích đăng cam thường ghê. Xuất hiện trong clip, cô nàng diện một chiếc áo ngắn tay khá điệu cùng quần short trắng ngắn. Đáng chú ý hơn, trong lúc thực hiện động tác túi xuống giảm lúa, vì cổ áo khá rộng nên ở nhiều khoảnh khắc, vòng một của bà Tương liên tục bị phô bày trước mắt người xem. Không hề hay biết, bà Tương vẫn cười rất tươi và hoàn thành công việc đồng áng này. Do trang phục thiếu phù hợp nên ở nhiều khoảnh khắc, vòng một của bà Tương bị phô bày trước ống kính. Sau khi clip được đăng tải, nhiều luồng ý kiến trái chiều đã xuất hiện. Một số cho rằng hành động đi cấy phụ mẹ này của bà Tương chỉ là làm màu bởi lẽ chẳng ai đi làm đồng với trang phục điệu đà lại sáng màu như vậy cả. Đó là chưa kể đến động tác cấy lúa của cô nàng trông cũng khá thiếu chuyên nghiệp. Bên cạnh đó, vấn đề khoe thân một thời của bà Tương lại được đào lại. Nhiều người chỉ trích gái xinh và cho rằng cô nàng đang cố tình phô diễn hở hang, lặp lại chiêu trò để một lần nữa được nổi tiếng như ngày xưa. Cảm ơn quý khán giả đã theo dõi video clip. Nếu hay, quý vị hãy chia sẻ và đăng ký kênh để ủng hộ kênh càng ngày càng phát triển. Xin trân trọng cảm ơn quý vị.